Giao Nhĩ Bồ Tô Thái Một xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay như đã hứa ở cái video trước là em nói là em sẽ làm thêm một cái mẫu dao chặt xương lợn thép không gỉ. Em làm xong từ hôm trước rồi, hôm kia rồi, nhưng mà hôm nay em bận nên là bây giờ cũng hơn 10 giờ rồi. Đấy, hôm nay bận cả ngày nên là bây giờ đi đi công việc về thì bắt đầu em mới có thời gian để lên video cho các bác. Thì từ ngày em làm cái dòng thép ống khoan này thì các bác phải biết là có rất rất nhiều bác yêu cầu là muốn con dao sống nó dày hơn, muốn con dao thép không gỉ chặt xương lợn, vì từ trước đến giờ em chỉ làm chặt gà quay về thôi, cho nên là rất nhiều bác hỏi, rất nhiều bác yêu cầu. Vẫn em vẫn hứa với các bác là em sẽ cố gắng, chứ còn em không hứa chắc với các bác. Nhưng mà rất may mắn là hôm trước em cũng đã chia sẻ rồi, cái lô thép này nó về, thứ nhất là nó cứng, hai là nó đạt cái độ dày. Đấy, nên chính vì vậy là em sẽ ra một cái mẫu chặt xương này để cho nó gọi là đa dạng một chút, trong có nghĩa là những cái bác nào thích xanh sạch đẹp đấy, không han gỉ, thì các bác có thể dùng. Bây giờ các bác có thể lựa chọn cái dòng chặt xương này để chuyển sang cái dòng chặt xương thép không gỉ này. Đấy, có nghĩa là từ chặt xương cho đến chặt gà đến lọc thái là sẽ có tất thép không gỉ rồi, các bác sẽ thoải mái lựa chọn. Vì có nhiều bác là nhiều khi muốn dùng thép không gỉ chặt gà vịt thì các bác lại mua thép không gỉ, xong thì chặt xương các bác lại mua nhíp. Vì đợt vừa rồi là em không có mẫu chặt xương nên là bắt buộc có nhiều bác là mua chặt gà ăn vịt, mua dao thái là mua dao thép không gỉ. Đấy, còn khi mà các bác chặt xương thì các bác lại lấy dao nhíp. Đấy, cho nên là nó sẽ hơi bị không đồng bộ. Đấy, nhiều khi các bác dùng gia đình những bác sạch sẽ, ví dụ mua dao thái, dao lọc, dao chặt gà tất thép không gỉ rồi, bây giờ chặt xương nó vẫn là cái dòng thép nhíp. Đấy, cho nên là nhiều khi là nó sẽ không đồng bộ. Đấy, nhưng thay vì thế là em đã ra thêm một cái mẫu chặt xương. Và hôm nay em nhấn mạnh là cái mẫu chặt xương này nó cực khủng các bác nhé. Đấy, nó cực khủng luôn. Vì em làm một cái mẫu nào đấy chắc chắn là làm nó phải khác những cái chỗ khác. Đấy, cái thứ hai là nó phải có một cái gì đấy riêng biệt của bên em, chứ không em không bao giờ làm trùng theo mẫu của người khác các bác nhé. Và cũng thêm một cái chi tiết nữa là ví dụ các bác những cái dòng dao chặt xương lợn này, các bác mà mua những cái dòng dao nhập, cái thứ nhất giá thành đắt thì em cũng đã nói, thì không 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 bàn đến, vì cái giá thành chắc chắn là dao nhập thì nó cực đắt rồi các bác. Nếu các bác mua một con dao bình thường như một cái dòng dao chặt xương của Global, những cái dòng phổ thông bình thường nó rơi vào 7-8 triệu rồi các bác nhé. Đấy là sự thật các bác. Còn những cái dòng dao của Trung Quốc, Trung Quốc thì em không tìm hiểu, em không biết. Đấy, chứ còn và cái tiếp theo nữa của những cái dòng dao nhập là cái kích thước nó lại không phù hợp với người Việt Nam mình các bác nhé. Những cái dòng dao nhập thì đa số là kích thước của nó rất ngắn rồi. Nếu nếu mà dao chặt xương em thấy dài chỉ rơi vào 20. Đấy, không có hơn, hoặc là 18 thôi. Không biết là người người Nhật hoặc là người nước ngoài người ta dùng dao nó rất ngắn và rất bé các bác nhé. Người Việt Nam mình thì khả năng là lại quen dùng những cái dao nó to mà nó dài rồi. Nên chính vì vậy là làm những con dao ở Việt Nam mình, đây là em không phải là chê bai gì cả, nhưng mà chính ra em nói thật các bác, nếu mà hàng dao của Việt Nam ấy, nếu người nói người Nhật Bản mà làm giống như Việt Nam, mà người Nhật Bản làm bằng xương đấy, còn nếu mà người Việt Nam mà làm giống Nhật Bản có khi lại đơn giản. Vì các bác cũng biết là dao Nhật Bản nhất là nó ngắn đấy, ngắn thì khi mà tôi cái độ cong vênh nó sẽ giảm bớt rất nhiều đấy các bác nhá, thì nó sẽ giảm bớt rất nhiều thì nó sẽ đỡ rất nhiều đấy. Còn khi dài nhá các bác à, nhìn rất nhiều công đoạn kéo theo đấy, rất nhiều công đoạn kéo theo, nhất là tôi nó sẽ vênh hơn này, dày dặm nắn thẳng đàn các thứ nó sẽ lâu hơn này đấy, và khi mài nó dài nó to cũng sẽ lâu hơn, rất nhiều cái kéo theo lâu hơn các bác nhá. Đấy, thế nhưng mà cái giá thành của nó thì không 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 bao giờ bằng dao nhập được. Cái thứ nhất là cái độ cứng của thép nó không bằng dao nhập, cái thứ hai là cái tên thương hiệu nó không thể bằng dao Nhật Bản được. Đấy, hoặc dao nhập được, vì những cái nước tiên tiến bây giờ cái dao của người ta nó có mấy trăm năm nay rồi các bác, cho nên là cái thương hiệu của người ta là cái nó đắt hơn là cái thương hiệu và cái giá trị đồng tiền là nhiều các bác nhé. Đấy, chứ còn nói về chất lượng thì đấy, ví dụ cùng là con dao chặt xương nhập đấy, ví dụ các bác mua thì em cũng bảo hành cho các bác như dao nhập đấy, chứ không phải là bây giờ dao chặt xương của Việt Nam em làm em bán các bác là không chặt được. Đấy, nó chênh lệch nhau, nhất là thức cái thương hiệu hay là cái giá trị của đồng tiền bên đấy
khi mà gửi về Việt Nam này thì nó rất cao đấy. Cái thứ tiếp theo nữa là cái dòng rau trà xương của nước ngoài, của nước ngoài hoặc Nhật Bản hay Đức làm, người ta làm cực ngắn luôn đấy, thì nó không phù hợp. Nên chính vì vậy là đợt vừa rồi có khá nhiều bác hỏi nên là em đã làm cái mẫu này để phục vụ các bác nhé. Và bây giờ em sẽ cho các bác xem đây, đây là cái mẫu rau nhíp của em nhé. Cái này em mới làm thô chưa tôi các bác đấy, sống của nó cũng dày 6 ly và cái độ dài chiều dài của nó chỉ 25 thôi các bác. Nhưng con dao chặt xương thép không gỉ này, lần này em mình làm cho nó thật khủng thôi, vì người Việt Nam mình khá thích dài. 80% là cái dòng dao chặt xương lưỡi 25 này, ví dụ em bán cho 10 người thì phải có 3 4 người vẫn kêu ngắn, do tuy rằng là lưỡi đã 25 cm rồi các bác. Đây găng tay của em là 23 đây, lưỡi đã 25 rồi đấy, và lần này em nó tăng lên rồi các bác nhìn không đấy. Em để gần con dao này các bác phải biết là lưỡi con dao nhíp ngắn hơn và thân con dao nhíp cũng bé hơn các bác nhé. Thì biết các bác biết là em đầu tư con dao chặt xương này khá là nhiều đấy. Đây các bác, dài hơn các bác nhé, đấy để lọt thỏm luôn đây đấy. Con dao chặt xương này ngắn hơn và còn bé hơn. Con dao chặt xương nhíp này của em là 900 gram các bác nhé, đấy ốp cán với lại làm hoàn thiện xong là nó rơi vào 900 gram đấy. Còn con dao này thì nó còn khủng khiếp hơn nhiều đấy các bác nhé. Và bây giờ em sẽ đi sâu về chi tiết cái mẫu dao chặt xương lợn này của em các bác nhé. Và em nói nốt cái ý này để cho các bác biết luôn, có nghĩa là em biết rất nhiều. Ví dụ các lò rèn xuyên Việt lò rèn ở Việt Nam này thì giờ thì kênh YouTube này, rồi Facebook này em biết khá là nhiều đấy, để nói về cái dòng chặt xương thép không gỉ mà to mà nặng, mà cái độ hoàn thiện thì em sẽ không so sánh, vì mỗi người một con mắt, có khi em làm thì người khác nhìn bảo là không đẹp đấy, có người khác thì bảo đẹp. Cái độ hoàn thiện thì em sẽ không 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 so bì, nhưng mà nói về cái độ nặng và độ đồ sộ con dao này thì em khẳng định các bác là nếu mà Việt Nam mình cái dòng thép không gỉ thì em là cái người duy nhất làm cái con dao này nặng. Xin lỗi các bác nhé. Đấy, em làm con này là nặng nhất luôn, để nói về dao chặt xương, và dài nhất luôn, vì em đã theo dõi rất nhiều nơi rồi. Đấy, có ít người làm dao dài như em. Chính ra thì làm dao con dao dài nó sẽ khó làm hơn các bạn. Thứ nhất là tôi nó sẽ vênh hơn, và khi nó dài đàn mới dặm nó sẽ khó hơn. Đấy, nên chính vì vậy là có rất nhiều người thì có vấn đề dài, nó kéo theo rất nhiều công đoạn, nên chính vì vậy ít người làm. Đấy, nhưng mà ngược trở lại, người Việt Nam mình dùng dao khá là dài các bác nhé. Đấy, cho nên là bắt buộc em vẫn phải làm dài để cho nó hợp với người Việt Nam, vì em là người bán hàng phục vụ các bác Việt Nam, chứ không phải là phục vụ, hay là không phải là xuất khẩu, hay là phục vụ những người Nhật Bản ở Việt Nam, hay là những người nước ngoài đến Việt Nam mua dao các bác nhé. Nên chính vì vậy là em làm con dao này nói chung là khá là đầu tư, gọi là cho nó ra đầu tư luôn các bác nhé. Và bây giờ em sẽ đi sâu về chi tiết con dao này các bác nhé. Đấy, chi tiết con dao này, lưỡi của nó là rộng 9 các bác nhé, chỗ rộng nhất là 9 đấy. Làm tay thì có chỗ to chỗ nhỏ một chút đấy, nhưng mà tưa cái độ xê dịch nó cho phép rồi các bác nhé, rộng 9 và lưỡi của nó dài 27 các bác nhé, từ 26 đến 27. Bác nào muốn 26 thì em lấy cho các bác 26 đấy, còn bác nào thích 27 em lấy cho các bác 27 các bác nhé. Và cán thì nó là dài 14 các bác nhé. Tất cả những cái dòng dao chặt xương của em thì em vẫn là làm dài để cho nó có lực các bác, để cho bác cầm nó thoải mái đấy. Còn nếu dao chặt gà đa số các bác cầm một cổ này đấy, còn dao chặt xương lợn em thấy các bác toàn cầm đuôi cán này, các bác cầm chặt thế này đấy, cho nên là dao chặt xương là em làm cán rất dài các bác nhé. Và cái dòng này thì em cũng đầu tư cho nó một cái bịt đuôi cán ở đây đấy, vì đã làm thì cho ra làm luôn, cho nó vip luôn đấy. Để khi các bác cầm dao lên, cái thứ nhất là nó kết hợp là những cái đường nét này em làm tay hết các bác nhé, cán kia em cũng mài, tận dùng máy máy mài tay em mài hết đấy. Và thêm cái bịt đuôi này để nhìn nó sẽ hiện đại hơn một chút, để nó điểm con dao đấy, cho nên là nó vừa kết hợp con dao này thủ công, vừa kết hợp hiện đại, nó không để cập nhật xu thế chứ không thì cứ mãi cái dòng bịt, mãi cái dòng cá nốt này tán ba đinh để nhìn nó cũng xưa rồi đấy. Cho nên là vẫn phải, lần này em vẫn hàn thêm cái đít này giống con dao phở chặt gà plus của em các bác nhé. Đấy, cho nên là đã làm thì cho nó ra làm các bác, vì em làm dao nhà bếp thiên về chất lượng chứ không phải
thiên về chất lượng là nhiều đấy, nên là đã làm cho da là rộng 9 này, lưỡi dài 27, các bác cán dài 14 và sống của nó dày 6 ly các bác nhá. Giống của nó dày 6 ly. Thì em giải thích luôn cái video này, em xin phép nói trước các bác là cái video này sẽ dài hơn một chút. Cái dòng thép không gỉ này em chưa nói cái vấn đề là khi làm xong á, khi mới đánh máy máy xong á thì nó cũng đen như thế này các bác nhá. Nó cũng đen như thế này thôi. Đấy. Thì cái này bản chất của nó là dày, mới đầu nó dày 7 ly. Xong đánh xong thì khi nung đỏ nó còn tróc vảy hai bên và nó còn những cái lỗ chỗ ở đây đấy, thì khi đánh bóng hai bên và lúc hoàn thiện thì nó phải rơi mất gần 1 ly các bác, nên là cái thép này là dày 7 ly, khi hoàn thiện xong nó chỉ rơi vào 6 ly đấy. Làm tay mới làm thủ công thì các bác biết có con mỏng hơn một chút, có con lại dày hơn một chút đấy, cho nên là các bác có rất nhiều bác nào mà khó tính á, không hiểu rõ về cái cách làm của thủ công thì các bác sẽ bảo là quảng cáo không đúng theo chất lượng hoặc quảng cáo không đúng theo lời nói. Vì hàng tay thủ công này các bác phải, nó không như hàng máy, hàng công nghiệp. Hàng công nghiệp thì cứ máy nó dập 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 là nó như nhau hết, người ta sẽ không qua rèn giũa đấy, cho nên là con dao nó sẽ đều tăm tắp luôn, nó là một cái thép tấm luôn. Còn đây là bên em, bên cái dòng dao của em là vẫn rèn các bác nhé. Đánh thì các bác phải biết là nhiều khi là đánh thì nó phải có chênh lệch nhau một tí, nếu mà các bác mà đánh con nào cũng như con nào thì có phải là siêu nhân rồi đấy, các bác phải dùng cân tiểu ly đấy, vì nó dài rộng như thế này các bác phải tính toán là cắt bớt to, cắt bớt nhỏ dài thêm, để các bác tính toán nó rất phức tạp chứ không đơn giản, nên làm thủ công nó vẫn phải xê dịch một chút các bác nhá. Cái dòng dao chặt xương này ví dụ dao thái nó mỏng các bác dài 5 ly, các bác cầm dài hơn khoảng 5 ly thôi, các bác cầm nó không chênh lệch nhau bao nhiêu. Nhưng con dao chặt xương này có con nào, con này dài 27, có con dài 26 5, chỉ cần chênh lệch nhau 5 ly thôi thì cái độ dày này các bác phải biết nó nếu mà chênh lệch nhau 5 ly thì nó phải tăng lên gần một lạng luôn đấy các bác nhá. Cho nên là em vẫn nhấn mạnh các bác là làm thủ công thì vẫn có con hơi dày dày hơn hơn 6 ly, có con lại mỏng hơn 6 ly, ít nhất là 5 ly rưỡi đổ ra các bác nhá. Đấy, chỉ chênh lệch nhau là 0.5 thôi, để nói rõ là các bác biết. Vì bây giờ khách hàng có nhiều bác mua hàng á là cũng rất kỹ tính đấy, chủ yếu quan trọng là các bác đi sâu về con dao nó phải dùng nó tốt, nó sắc đấy. Em đã giải thích các bác rất nhiều là làm tay làm thủ công đã, nghe cả ví dụ dáng hai con dao này các bác nhé. Đấy, khi mà lấy búa gõ thì các bác phải biết là có con nó hơi cong hơn một chút, có con nó hơi thẳng hơn một chút, chứ không phải là dập máy dập 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 này con nào như con nào đấy. Em giải thích rất nhiều rồi nhưng mà có nhiều bác mua hàng là vẫn thắc mắc về cái vấn đề là to to hơn một chút thôi, nặng hơn một chút, nhẹ hơn một chút rồi các bác lại kêu rồi đấy. Thế nên nếu mà bác nào thực sự chú trọng đến cái vấn đề chính xác thì chắc chắn các bác đặt riêng em sẽ làm đúng theo ý các bác, không lệch một tí nào luôn, nhưng mà ngược trở lại cái giá thành nó sẽ phải gấp đôi gấp ba luôn đấy, là em khẳng định. Vì nhiều khi em tâm sự với nhiều nhiều thợ rèn ở trên Việt Nam này, có nhiều người bảo là làm con dao rộng đúng 9, dài đúng 21 và nặng đúng 500 gram, không thừa không thiếu. Các bác biết cái anh thợ rèn này anh trả lời như thế nào không? Bây giờ em lấy anh 5 triệu anh có làm không? Đấy, vì thường thường con dao nhíp thì nó chỉ rơi vào hơn 200 nghìn thôi, nhưng mà tại sao cái bác này bác đặt nhấn mạnh là phải chuẩn xác 100%. Thế anh thợ rèn này bảo là em lấy anh 5 triệu, thế là bác đấy bảo tại sao đắt thế? Thì anh ấy giải thích bảo là thì đấy em đi đặt chỗ khác đi, vì bây giờ nếu mà chính xác 100% đấy thì không ai làm được đâu anh ạ, nó vẫn phải chênh lệch, thứ nhất là chưa đến 5 lạng, hai là 5 lạng rưỡi đấy, nó chênh lệch nhau vẫn phải thế đấy. Còn bây giờ nếu mà khi mà các bác muốn nó nhẹ hơn các bác cắt bỏ thì nó thiếu chiều dài, mà các bác muốn nhẹ hơn các bác mài bỏ bớt nó bé thì nó lại thiếu chiều rộng, nên là cái làm tay này nó không như làm máy các bác ạ, nó vẫn có độ xê dịch 0.5 đấy. Nên là các bác mua hàng dòng cái hàng dòng hàng làm thủ công làm tay này thì các bác vẫn phải chấp nhận là có nhiều con hơi cong hơn một chút, có nhiều con hơi bầu hơn một chút, có nhiều con hơi to một chút, hơi dày hơn một chút, hơi nặng hơn một chút, hơi dài hơn một chút đấy, nhưng mà nó chỉ trong cái mức kiểm soát cái độ chênh lệch nó nhất định thôi, chứ không phải về các bác mua con dao 8 lạng mà em gửi cho các bác con dao 1 cân thì là lệch nhau nhiều quá, hoặc là các bác mua con dao 8 lạng em gửi cho các bác con dao 6 lạng thì nó lệch nhau nhiều quá đúng không? Ví dụ em quảng cáo là 8 lạng khi các bác nhận có khi là nó chỉ 7 lạng rưỡi thôi. Đấy, nó vẫn cho cái mức cho phép. Hoặc là khi các bác em quảng cáo là 8 lạng, các nhận nó là 8 lạng rưỡi thì nó vẫn là chênh lệch trong cái mức độ đấy thôi. Cho nên là
Thứ nhất làm thủ công này đã khó, cái thứ hai là bán hàng nó làm dâu cho họ, có nhiều khách nói chung là rất là chú trọng đến cái vấn đề chính xác. Thế nhưng mà các bác quên mất một điều là con dao quan trọng nhất vẫn là cái chất lượng này các bác nhé. Đấy, chất lượng cái lưỡi này thôi. Đấy, còn những cái bên lề này tất cả hơi to một chút, hơi nhỏ một chút, hơi nhẹ một tí thôi thì không 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 quan trọng các bác. Quan trọng nhất vẫn là cái lưỡi dao này các bác nhé. Đấy. Đấy, cho nên là video này em cũng nói trước các bác là em làm nó sẽ hơi dài một chút để em giải thích cụ thể cho các bác. Và cái dòng dao chặt xương này các bác phải biết là trên thị trường để nói cái như cái mẫu của em to mà dài rộng nặng như thế này thì em khẳng định các bác cái dòng thép không gỉ là không có. Đấy, các bác cứ tham khảo đi. Còn các bác mua dao nhập của các bác thừa thiết thì em không nói. Còn em không biết là người khác có làm cho các bác không hay là các bác người những người ta là dùng thép gì em không biết. Nhưng mà cái dòng thép không gỉ này của em thì hiện tại bây giờ là em đang làm là phá vỡ tất kích thước tất cả các nơi để cho các bác thoải mái trong cái vấn đề chặt xương. Đấy, vì nhiều khi có nhiều người bán thịt lợn chặt quen những cái dòng dao 1 cân này rồi. Các bác cái cầm dao 8 lạng hoặc 9 lạng là cảm thấy nó khác ngay. Đấy, vì đang chặt nặng quen rồi. Nên chính vì vậy là con dao này em đầu tư khá là nhiều, nhất là về giá trị thép và cái số tiền thép là cũng tăng lên. Cái thứ hai là cái công làm con dao này thì nó là rất chi là vất vả các bạn, vì nó dày. Cái dòng này nó không như dòng nhíp các bác nhé. Đấy, ví dụ dòng nhíp như thế này dày đánh dày, nhưng mà về sau các bác phụ thuộc hết vào máy, các bác đánh xong thì các bác chỉ đàn cái lưỡi này, làm cái lưỡi này thôi. Nhưng con dao thép không gỉ này nó kéo theo rất nhiều cái các bác ạ. Khi các bác đánh xong các bác phải đánh trắng này, đấy cân chỉnh này, đánh mịn này, rồi là đủ các thứ trên đời. Đấy, hầu như con dao là chỗ nào cũng trắng, không có đen các bác nhé. Đấy, cho nên là cái công của con dao này nó khá là cao. Cho nên là con dao này nó nếu mà không có thời gian thì làm nó khả năng là sẽ hơi hơi mất thời gian các bạn. Con này phải có thời gian. Đấy, cái thứ hai là phải có thép dày như này mới làm được. Ok nhá, đấy là em vừa nói chi tiết cho các bác rồi. Đấy, rộng 9, lưỡi dài 27 các bác nhá. Sống dày 6 ly. Đấy, và cán dài 14. Gỗ cái này em bịt đuôi cán nhá các bác nhá. Và đây là gỗ hương đá. Đấy, gỗ hương đá này thì vẫn là số 1. Quắn này, cứng này, xong lại dẻo dai nữa. Còn gỗ cẩm hoặc là gỗ cẩm hoặc là gỗ cẩm sâm này, rồi là cẩm chỉ, cẩm chiếc, ví dụ cẩm chỉ nó cứng thôi nhưng các bác rất dễ nứt cái dòng cẩm chỉ. Cho nên là nếu mà làm mảnh ốp như thế này thì cái dòng gỗ hương đá này em không phải là bên làm mộc, không phải với người giỏi gỗ, nhưng mà theo đánh giá của em đã làm như rất nhiều loại gỗ thì em cảm thấy cái dòng gỗ hương đá này vẫn để nói về trâu bò nhất. Nó đấy, quắn này, cứng này, dai này, không giòn này, rất chi là quắn nên là nó rất bền. Nhiều khi là con dao thép không gỉ này các bác biết nếu mà em lắp cái cán màu đen ở đây thì nhìn nó sẽ rất nổi, rất khỏe con dao. Đấy. Thế nhưng mà những cái dòng gỗ cẩm này, cẩm sừng, cẩm chỉ, cẩm chiếc thì cẩm sừng, cẩm chiếc nó đen thì khả năng là nó sẽ giòn và nó sẽ không cứng như cái dòng hương đá này, em không dám mạo hiểm các bác. Đấy. Vì em là chuyên gia nhà bếp nên vẫn phải an toàn về cái chất lượng, đảm bảo về cái chất lượng cho các bác đã, vì em bán hàng cho các bác là bảo hành 1 năm. Đây các bác nhìn thì không biết là trong video các bác có nhìn rõ không, nhưng em lấy cái thước thợ may này các bác biết là đấy, lưỡi nó dài 27 các bác nhá, đây 27 các bác nhá, đấy dài đúng 27. Thì em vẫn bảo làm thủ công thì có con nó sẽ ngắn hơn một chút, có con nó dài hơn một chút các bác nhé. Đấy, để đo để các bác mới nhìn được cái độ khủng của nó trên hình ảnh, thì nhiều khi là các bác phải nhìn thấy hình hình dáng thôi, chứ còn về cái độ rộng dài thì khả năng các bác lại 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 sợ nó bé, nhưng mà con này cực khủng luôn các bác. Đấy, rộng 9 các bác nhé. Đấy, đây các bác là nó vẫn non chín một chút. Đấy, em bảo các bác làm thủ công nó có xê dịch một chút. Đấy, trên đầu thì nó là chín. Đấy, nên là cái mẫu dao này các bác nhận hàng các bác cầm thì các bác biết mới biết được cái ấy, cái độ hoàn thiện và cái độ khủng khiếp của con dao chặt xương lợn này. Và đây em lấy cân luôn cho các bác xem không cả nước cho các bác biết. Con này nó rơi vào 1 cân các bác nhá, rơi vào 1 cân. Đấy, rơi vào 1 cân. Con nào nặng hơn thì là cân hơn cân. Đấy, con này là cân mốt là gần là cân mốt năm các bác nhá. Đấy, thế nên là em phải đợt này em làm video là em phải đo mới lại cân luôn, mà nhiều khi các bác nhìn là nhiều khi là các bác không cảm nhận được. Đấy, sống dày 6 ly nha các bác, rộng 9, lưỡi dài 27 cực dài luôn. Đấy,
Dạ, em cả dao nhíp nặng là 1 cân nhá các bác nhá. Tiêu chuẩn của em là nặng 1 cân và có con nhẹ à, có con nhẹ nhất là 1 cân các bạn, nhẹ nhất là 1 cân, có con nặng thì gần cân 1 và nó cứ quanh quẩn từ 1 cân đến cân 1 các bác nhá. Đấy, bác nào thích nặng thì bảo em sẽ chọn cho con nặng hơn, bác nào thích nhẹ thì em sẽ bảo cho các bác bảo em chọn cho các bác con nhẹ hơn. Và ok, và bây giờ thì cũng không còn gì chia sẻ nữa, còn gì thì em sẽ dành ở cho video lần sau vì video này cũng dài 20 phút rồi. Và cái con dao này thì các bác nhìn, các bác biết là nhìn đã biết là cái độ khủng khiếp của nó rồi. Nói về dao chặt xương lợn đó, 1 cân này to dài đấy, và em hàn thêm cái vịt đuôi cán này nữa đấy, cho nên là con dao này sẽ giá nó sẽ hơi cao hơn một chút các bác nhé. Còn nếu các bác nào không muốn vịt đít thì các bác bảo em đấy, em sẽ trừ cho các bác tiền cái vịt đuôi cán này. Còn các bác nào thích vịt đuôi cán thì bảo em, còn bản gốc của em bán là vịt đuôi cán. Còn bác nào mà không cần cái chi tiết này mà muốn giảm giá thành thì các bác bảo em sẽ không hàn cái đuôi cán này đấy, thì các bác chỉ mua nguyên dao và cái cán bình thường như này thôi đấy, em vẫn cho các bác lựa chọn đấy. Thì có nhiều bác những cái này thì gọi là cái điểm thêm thôi, bác nào thích đẹp thì bỏ thêm tiền đấy, còn bác nào không thích đẹp thì các bác bảo em sẽ giảm giá tiền, giảm cái vịt đuôi cán này cho các bác đấy, thì các bác chỉ cần chất lượng dao thì các bác bảo em bỏ đuôi cán này để giảm bớt cái giá thành xuống. Để nói các bác ạ, giá con dao này thì so với dao nhập thì nó vẫn còn quá rẻ luôn, quá rất rất rẻ luôn các bác ạ. Đấy, cho nên là cái dòng thép không gỉ này vốn dĩ cái nhất là cái thép của nó đắt, cái hai là công làm của nó rất cao đấy, cho nên là cái giá thành của nó lúc nào cũng nhỉnh cái dao nhíp. Nhưng mà nếu so với cái dao nhập thì em khẳng định các bác không tìm được những con dao nào để nói và dài to mà nặng 1 cân như này với cái giá thành như này đấy. Và cái mẫu dao này em đang bán là 600.000 đồng các bác nhé, 600.000 đồng đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác rồi, nhận hàng các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán đấy. Em có một cái mẫu dao chặt gà blade rộng 10, lưỡi dài 21, dày chỉ khoảng 3 ly rưỡi thôi đã, và có bịt đuôi cá này là 400 rưỡi rồi đấy, cho nên cái dòng chặt xương này nó kéo theo là tốn thép hơn, tốn công hơn rất nhiều, làm vất hơn rất nhiều nên giá của nó sẽ cao hơn các bác nhé. Đấy, cho nên là con này là 600.000 đồng đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác rồi. Các bác mua hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng, test hàng trước khi thanh toán. Đấy, ok thì các bác nhận, không ok thì các bác không nhận. Và đã dài thì em dài luôn. Đấy, là vì mai thời gian sau thì em sẽ bận, thì sợ là nhiều khi là quên mất. Hôm vừa rồi em có một cái bác khách này mà em cảm thấy, hai bác khách này em cảm thấy rất là đau đầu các bác ạ. Có một bác mua con dao thép không gỉ chặt gà của em, xong bác lấy một con dao khác chặt vào lưỡi dao đấy, thì thành hai con dao lưỡi con hai lưỡi con dao hai lưỡi con dao chạm vào nhau thì hỏng tất cả hai các bác nhé. Cho nên là các bác nhận hàng quan trọng nhất là con dao các bác chặt nó ok đấy, chứ các bác đừng học theo trên mạng là hai lưỡi dao chặt vào nhau. Em có xem một cái video của anh thợ rèn dùng hai lưỡi con dao chặt vào nhau, em cảm thấy là test như thế là rất chi là ngớ ngẩn đấy, không ai là test dao của đấy cả. Con dao tốt chặt ok dễ mài sắc lâu đấy mới là con dao tốt. Bây giờ hai cái vật cứng chặt vào nhau thì tất nhiên là hỏng. Nhiều khi là các bác là thợ rèn mà các bác đi test dao của đấy làm khách hàng đấy, em khẳng định các bác những cái bác mà thợ rèn mà làm những cái video hai con dao chặt lưỡi vào nhau là rất là chi là ngớ ngẩn. Các bác hỏi 10 người thợ rèn ở Việt Nam này thì cả 10 người bảo các bác ngớ ngẩn đấy. Và tiếp theo nữa, dao các bác nhiều khi là các bác cứ nhìn thấy ở trên video người ta chặt sắt thế này thế kia, chặt sắt có các bác ạ, nhưng mà khi mà làm cho các bác con dao chặt sắt chặt gà chặt xương nó nát tanh nát bành ra, dao chặt sắt toàn là dao dởm thôi các bác không biết đấy. Dao chặt sắt là lưỡi nó cực dày luôn, các bác biết là em làm thợ rèn này em có một cái ve làm bằng nhíp này, em đóng đóng em đóng cả cái dòng nhíp này, đóng cả dòng thép không gỉ này đứt ầm ầm ra, nhưng mà lưỡi của nó dày lắm các bác. Thế nên dao chặt sắt là dao đa số là dao kém vì lưỡi nó dày thì người ta mới chặt được sắt đấy, em khẳng định các bác. Các bác nào làm thợ rèn thì các bác mới biết được, nhiều khách hàng là cứ nhìn thấy chặt sắt là sướng nhưng không phải đâu các bác, dao chặt sắt là những cái loại dao dễ làm nhất. Và có thêm một cái bác khách hàng nữa em cũng cảm thấy rất ong ong đầu, và đây là em chia sẻ thật luôn để các bác mua hàng, các bác nhận hàng các bác đừng nên tét dao kiểu đấy, nó không hay. Có một bác hôm trước mua dao chặt gà về, bác lại chặt thử vào đinh, thế mới khổ các bác, chặt vào đinh. Bây giờ cái dòng dao chặt gà thứ nhất lưỡi nó mỏng đấy, lưỡi nó mỏng
Cho bác chặt vào đình thì không bao giờ có cái loại dao nào chống cả. Các bác lấy dao Nhật Bản vài triệu, vài chục triệu, các bác chặt ở đình nó hỏng hết các bác nhá, chứ đừng nói là con dao Việt Nam mình lưỡi mỏng chặt gà, các bác lôi ra chặt đinh đấy. Và bác ấy bảo là con dao tốt là từ trước tôi mua nó còn chặt được cả sắt các thứ, con dao chặt xương bò thì chắc chắn chặt được sắt các bác, vì lưỡi nó dày lắm đấy. Nên là bác nào phải hiểu về dao, biết dùng dao thì các bác mới biết được là chặt sắt không phải là tốt đâu các bác. Chặt sắt chỉ có trừ trường hợp là dao chặt xương bò thôi, còn chặt gà ngan vịt, chặt xương lợn thì các bác không nên chặt sắt. Và các bác mua dao để chặt xương bò hay là chặt xương lợn, chứ có phải các bác mua dao về đi chặt sắt rồi mà các bác đi test chặt sắt. Miễn là các bác chặt xương lợn nó mẻ, em bảo hành gửi thẳng dao mới cho các bác đấy. Và tiếp theo nữa, có một bác nữa lại test dao kiểu này mới ong đầu các bác. Nhận hàng của em đấy, bác bảo là anh phải test độ cứng, anh lấy một con ốc vít và một cái máy bắn tôn ra, anh ấy ghi vào con dao của em đấy. Thì anh shipper anh hốt, anh bảo là không được test như thế, nếu test như thế thủng dao, hỏng dao thì em phải đền. Thế là anh shipper anh không cho thử và anh lấy hàng đi. Thì lúc sau thì cái anh khách đấy điện lại cho em bảo là chú ơi, tôi vừa nhận dao nhưng mà chú bảo cho tôi test thử. Thế em bảo là cho anh ví dụ dao chặt gà, cho anh test thử chặt gà. Thế anh bảo là bây giờ test, anh muốn test thử là lấy con ốc vít, nếu mà bắn không thông được thì thép mới là thép tốt đấy. Anh lấy còn một con vít máy bắn tôn, anh đè con dao anh bắn đấy. Thì em bảo là anh bắn không bao giờ thủng được vì cái thép này nó dày, tôn cái sắt V cái vít đấy thì cái anh bắn thì nó mỏng thì mới thông được đấy. Bây giờ anh khoan thẳng một con dao nó chỉ có xước nó làm xấu con dao đi thôi, còn anh khoan không mà thông được đấy. Thế là anh em mới giải thích mãi, xong anh bắt đầu lại điện cho anh shipper, điện cho anh shipper để anh tự ái. Anh mới bảo là cái người này khó tính đấy, cho nên là người ta không giao nữa. Thế là về sau thì anh mua dao của em là phải đuổi theo anh shipper. Về sau em giải thích, điện cho em xong em giải thích mà không nên test dao của đấy thì anh lại đuổi theo anh shipper, thì anh shipper mới lại đưa hàng đấy. Cho nên là tiện cái video này thì hôm nay em cũng rảnh rỗi thì em muốn nhất là giới thiệu về cái mẫu dao này đấy, nói chi tiết, nói tỉ mỉ các bác biết là nó đắt ở chỗ nào và nó đủ cái và nó khác biệt so với dao ngoài thị trường nó ở chỗ nào, để cho các bác hiểu rõ đấy. Không cả nhiều khi các bác bỏ tiền ra các bác còn phân vân thắc mắc tại sao thế này thế kia thì nó sẽ rất mất thời gian. Thay vì thế em sẽ làm nói luôn trên cái video này, nó hơi dài một chút nhưng các bác xem một lần các bác hiểu hết, các bác đặt mua đấy. Cho nên là tất cả các bác mua hàng con dao các bác mua về để chặt gà ăn vịt, để thái, để chặt xương lợn, chứ không phải là các bác chặt sắt hay là các bác dùng chặt đinh hoặc các bác lấy máy khoan khoan vào dao như thế này, thực sự là không 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 ổn một chút nào các bác đấy. Có nhiều bác cầm con dao từ dơ trên cao 2 mét bảo rơi xuống đất để xem độ kêu như thế nào. Em nói thật là, và đây em kể cho các bác một câu chuyện, cái dòng thép này của em trước khi em làm các bác nhé, ngày trước em kể cho các bác lúc mà em gửi xuống Hà Nội để test đó các bác nhé, cứ như là test test trong nước muối, người ta test là 24 giờ nhưng em test test hẳn 48 giờ nhé các bác nhé, test hẳn 48 giờ ngâm nước muối này, test là hàm lượng chrome này, hàm lượng carbon này đấy, độ đàn hồi của thép này, phải dùng máy móc đo hết các bác ạ. Em là thợ rèn em chỉ có tôi lên nhiệt luyện lên rồi em điều chỉnh cái độ già non của thép và em hoàn thiện con dao này thôi, còn những cái thông số, những cái thành phần ở trong cái chất thép này thì các bác muốn test, các bác muốn hiểu rõ, các bác phải dùng máy móc hiện đại các bác đo, chứ không đơn giản là các bác nhìn thế này, các bác đánh rơi, các bác ném, các bác bảo kêu thế này các bác biết thép tốt hay không tốt, không bao giờ các bác biết được. Em là thợ rèn đây, nếu mà độ già độ non thì em sẽ thử em biết được các bác nhé đấy, độ sắc bén hay dao tốt hay không em test em biết được. Nhưng là nói về cái tính chất là cái thành phần của thép này là không rỉ như thế nào hoặc là độ cứng chính xác tuyệt đối bao nhiêu là phải gửi xuống Hà Nội đấy, gửi một cái mẫu Hà Nội để cho người ta test các bác nhé. Đấy, đợt trước là khi mà em test người ta bảo nếu mà test như thế là mất hơn 20 triệu. Em không biết là các bác làm dao các bác đã test chưa, nhưng mà khi đấy thì em bảo là thôi anh ấy ngỏ lời với em bảo bây giờ nếu mà anh không muốn lấy hóa đơn thì em test cho anh như thế là nó rơi vào 9 triệu các bác nhé. Đấy, còn có hóa đơn là mất hơn 20 triệu đấy, vì người ta là doanh nghiệp, người ta mình đưa cho người ta test nên phải mất tiền các bác nhé. Test độ cứng này, độ đàn hồi này đấy, rồi chống rỉ này, rồi là độ hàm lượng carbon là 2,7 hay là 3 phẩy mấy này, em test lâu rồi em không nhớ các bác đấy, đợt đấy là mất 9 triệu. Cho nên là trong cái câu chuyện này các bác phải biết là
Em làm thợ rèn thì em vẫn, nếu mà đo cái độ kháng rỉ của nó, lượng carbon chính xác, độ cứng chính xác, độ đàn hồi hoặc là độ cứng của thép, độ dẻo của thép, em vẫn phải dùng máy móc, vì cái này là những người sản xuất thép người ta mới biết được. Đấy, còn em là người làm dao, em chỉ có rèn ra con dao rồi em điều chỉnh cái độ nước tui thép nó già non như thế nào em điều chỉnh thôi. Còn nếu các bác muốn biết chính xác thì các bác vẫn phải dùng máy móc. Đấy, nên là chính vì vậy cái câu chuyện này là các bác phải hiểu cho em một điều là các bác không nên test dao theo những người ở trên mạng. Ví dụ em bán hàng thế, ví dụ con dao chặt gà em sẽ lôi ra em test chặt thử cái gỗ hoặc là test chặt con gà thôi. Có bao giờ em lôi ra test chặt sắt hay là giơ trên cao ném xuống hay chặt vào đinh hay là lấy hai con dao lưỡi chặt vào nhau hay là dùng máy khoan ốc vít khoan vào đâu. Thế nên là có nhiều bác rất sáng tạo, nhưng mà các bác biết là có một có câu nói em rất tâm đắc, đó là thông minh đột xuất là đại phá hoại. Cho nên là mỗi người một nghề, mỗi người một, có một cái nghề riêng, có một cái khả năng riêng. Em chuyên làm dao thì chắc chắn là các bác mua dao thì các bác sẽ không thể nào làm dao, hoặc là các bác không thể hiểu rõ dao như em được. Đấy, hoặc các bác bán thịt lợn thì các bác sẽ chắc chắn sẽ hơn em, các bác biết con lợn nào ngon, biết con lợn nào thế này thế kia, đúng không? Đấy là hoặc có những người bán những cái mặt hàng khác người ta sẽ giỏi hơn. Cho nên là khi mà em tư vấn có nhiều bác, em nói thật các bác, nhiều khi tư vấn có nhiều bác là ôi trời ơi anh mài dao thuê này, anh đi mài dao cho cả xóm này, anh mài dao cho bao nhiêu người này. Xong cuối cùng mài dao đến lúc lúc mài không được quay sang hỏi em mài mãi không sắc thì lại quay sang em chỉ cách cho thì bảo ô ok để anh test thử, xong nó chỉ cách xong mài vẫn không được, lại quay sang mà khả năng là thép này không tốt. Đấy, và không tốt mà anh mua về anh chặt gà bao nhiêu ngày tháng này đến lúc bây giờ nó cùn, anh quay sang mài anh mài không sắc được, nhất là tại đá này do người mài. Nó rất nhiều cái yếu tố. Nên là các bác đừng bất ngờ khi các bác mài dao nó không sắc được như em. Đấy. Đó là em tâm sự thật. Cho nên là có nhiều bác là cứ bảo là tôi mài dao rất giỏi, nhưng mà về sau là 99% là các bác, nếu mà các bác mài để đủ dùng, mài để dùng được là rất tốt rồi. Còn các bác đừng bao giờ nghĩ là các bác sẽ mài dao giỏi được như em. Đó là em khẳng định luôn. Vì nghề của em bao giờ em cũng hơn các bác. Ok nhá, đấy. Cái mẫu dao này là 600 nghìn, chuyên chặt xương lợn các bác nhé. Nặng 1 kg. Rộng 9 lưới dài 27. Cực khủng luôn. Con này các bác nhé, 600 nghìn đồng đã bao gồm phí vận chuyển, các bác phải nhận hàng, các bác kiểm tra hàng và test hàng. Cái video hôm nay thì do quá mấy hôm nay có nhiều bác test dao rất chi là hoang đường, hoang mang, nên là em bắt buộc phải làm video này dài để ké vào cái video này. Vì đa số các bác vào xem video thì tư vấn về dao thì các bác sẽ em sẽ kể những cái câu chuyện mà để cho các bác biết luôn. Còn nhiều khi là em đăng một cái tiêu đề nào đấy thì có khi là các bác sẽ không để ý đến, nhưng mà có một cái mẫu dao mới thì tiện em sẽ nói luôn. Ok nhá, cũng video này cũng khá là dài, nhất trong các video em làm đấy cũng dài 33 phút rồi. Thế nhưng mà vì khách hàng, vì những cái mà nó cần phải nói lên để khi các bác mua hàng các bác nắm được đấy, để các bác tránh đi, chứ không phải là em nói để có lợi cho em, mà em muốn chia sẻ ở đây để khi các bác mua hàng các bác biết sử dụng đúng con dao tốt, con dao đắt tiền để các bác giữ gìn cho nó đúng. Chứ còn các bác không nên test theo mấy, có test chặt cái này, chặt đinh, chặt sắt, hai con dao chặt lưỡi vào nhau rồi dùng máy khoan khoan vào dao, như thế là không đúng các bác nhé. Đấy, khi em bán hàng cho các bác có mua con dao em bảo hành cho các bác 1 năm, các bác sử dụng đúng công dụng, lỗi cái gì là em sẽ bảo hành cho các bác. Vậy thôi, còn các bác không nên là test dao bắt chước những cái video trên mạng các bác nhé. Ok, đấy, bác nào đặt hàng thì cứ liên hệ với em vào số điện thoại là 0983 105 183, hoặc là up Zalo trực tiếp cho em vào cái số em vừa nói trên. Em đã tư vấn gửi hình ảnh cho các bác để giúp các bác tìm được những cái mẫu dao phù hợp và ưng ý với các bác nhất. Và trong cái mùa dịch này thì không có cái lời chúc nào tốt đẹp hơn cái lời chúc là chúc các bác là bình an, giữ gìn sức khỏe, không bị nhiễm dịch Covid-19 các bác nhé. Và Tết Nguyên Đán còn cũng hơn 1 tháng nữa là Tết rồi. Chúc tất cả các bác là gặt hái được cái cuối tháng cuối năm này, gặt hái được nhiều thành công. Ok, cảm ơn, xin chào tất cả các bác, hẹn các bác ở video lần sau nhé.